Dự án Shophouse Việt Hàn Hạ Long. Shophouse Việt Hàn là dự án nhà phố thương mại kết hợp nhà ở tọa lạc trên mặt tiền đường 25 tháng 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Quy mô Shophouse Việt Hàn. Shophouse Việt Hàn có tổng diện tích quy hoạch 1,5 ha, quy mô dự án bao gồm 54 căn nhà phố thương mại với tổng diện tích sàn xây dựng 18.563 m2 và một trung tâm thương mại dịch vụ có diện tích 750,8 m2. Mỗi căn Shophouse tại dự án có thiết kế xây dựng cao 6 tầng cộng 1 tung, mỗi căn có ít nhất 2 mặt phố. Trong đó tầng trệt được sử dụng để kinh doanh, các tầng còn lại có thể sử dụng để làm văn phòng hoặc làm nơi sinh hoạt cho chủ sở hữu. Shophouse Việt Hàn sở hữu vị trí có 4 mặt tiền đường và các căn nhà phố được thiết kế thông minh, dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho chủ sở hữu kinh doanh một cách thuận lợi với tiềm năng sinh lời cao. Dự án còn có tổ hợp khu nhà hàng, trung tâm thương mại, gym, spa nằm bên trong tổ hợp tiện ích rộng 750,8 m2. Bên cạnh tiềm năng sinh lời, dự án còn có các tiện ích ngoại khu phù hợp cho các hộ gia đình kết hợp sinh sống như cụm trường liên cấp Văn Lang, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, chợ Hạ Long. Dự án Shophouse Việt Hàn, tổng diện tích 1,5 ha, vị trí đường 25 tháng 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư 124 tỷ đồng. Loại hình Shophouse, chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Việt Hàn.
Bạch Hồng Lương.